và đương nhiên điều này dẫn đến rất là nhiều lệnh bị thanh lý luôn các bạn thấy được là cũng rất là đáng tiếc vẫn còn rất là nhiều những cái lệnh đòn bẩy ở trên thị trường Hôm nay đây chúng ta thấy được là có 165 triệu đô la lệnh Bitcoin đòn 7 bị thanh lý. Đây là cái số lượng định lon đòn bẩy bị thanh lý cao nhất từ tháng 1 của năm 2022 cho đến bây giờ. Và để nhìn rõ hơn đó thì các bạn thấy được đây là thống kê đến từ Conclass. Thì mỗi lần mình thường chia sẻ thông tin này thì sẽ có bạn hỏi thận là trang web nào. Các bạn vào conclass.com thì các bạn sẽ bấm vào liquidation, có nghĩa là nhìn định bị thanh lý đó thì tổng cái số lượng bình thanh lý trong vòng 24 giờ qua đó là các bạn thấy được là tổng cộng là có 103.879 trader bị thanh lý tổng cộng đó cái số lượng tiền bị thanh lý là 407,33 triệu đương nhiên không phải là 407,33 triệu bị thanh lý hôm nay đây là cái số lượng lệnh đòn bẩy có nghĩa là cái số lượng tiền mà dùng làm thế chấp thì đương nhiên là thấp hơn thì nếu như mà chúng ta lấy một con số thường không biết là thống kê là cái con số linh đòn 7 thường là nhân bao nhiêu Nhưng mà nếu như mà các bạn dùng 10x 10 Thì các bạn có thể thấy được là cái số lượng lệnh thực sự bị thanh lý là khoảng chừng 40 triệu mà thôi Tùy theo Nhưng mà con số này đó cũng tương đối là con số trung bình Chứ không phải là cao lắm Thường cao là con số phải cấp đôi con số này Nhưng mà hôm nay cũng không phải là một ngày Mà hàng nhiều trader vui đâu Có rất nhiều trader bị thua lỗ ngày hôm nay cho nên các bạn trên những cái mạng xã hội ra những diễn đàn mà các bạn thấy một số người cây cứu thì các bạn cũng nên hiểu tại vì họ có thể nằm trong con số 103.000 người bị thanh lý ngày hôm nay và chúng ta có thể được là đương nhiên phần lớn lệnh bị thanh lý là non rồi các bạn có thể thấy được là trong vòng 4 giờ qua đó thì chúng ta thấy là cái số lượng lệnh bị thanh lý ở trên sàn Binance là 57% lệnh non rồi Bybit là 68% lệnh non OKX là 86% lệnh non nhưng mà ngược lại đó ở trên sàn Bitfinex thì trong vòng 4 giờ qua lại có 57% lệnh số bị thanh lý. Trên sàn Debit thì hầu như 99% là lon bị thanh lý. Còn Bitfinex thì có tới 70% lệnh số bị thanh lý. Còn Huobi và Bitmax thì hai sàn này là cái khối lượng nhỏ hơn. thực ra các bạn thấy đứng đầu bây giờ đó những cái sàn đòn bẩy thì vẫn là Binance đứng đầu với cái phần trăm là 53,17% tổng số vốn hóa và 57% định long bị thanh lý ở sàn Binance vẫn là cái sàn vốn hóa rất là lớn khi các bạn nhìn vào tổng vốn hóa như thế này cho nên á, sàn Binance là một cái sàn mà có rất là nhiều quyền lực hiện tại và hôm nay là một ngày nói chung là không tốt đối với nhiều trader nếu các bạn là một người hodl trung bình giá thì hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày mà thôi và thậm chí hôm nay các bạn có thể mua được giá những cái đồng mình yêu thích với cái mức giá rẻ hôm qua Nhưng mà đáng tiếc cho dù là chúng ta thấy cái số lượng lệnh bị thanh lý đó Nhưng mà cái số lệnh đồng bảy bây giờ vẫn tiếp tục ở cái mức cao Và đây đó vẫn tiếp tục thông tin mà Thuận chia sẻ Chúng ta thực sự muốn thấy cái đường màu xanh này nguội lên một chút Chứ cứ tăng gì hoài có nghĩa là chúng ta thấy sau những cái đợt bị thanh lý lớn đó, Như là tháng 4 của năm 2021 các bạn thấy trên màn hình Hay là chúng ta thấy là gần đây hơn đó là tháng 11 sau những cái đợt bị thanh lý lớn đó, chúng ta thì rồi sau đó lại có nhiều người muốn tiếp tục sử dụng nhiều lệnh đồng bảy nữa chúng ta thấy ở cái mức cao mỗi lần mà lệnh đồng bảy cao như vậy đó chỉ cần là giá đi theo một xu hướng nào thì nó sẽ đi xuống rất là nhanh luôn như là các bạn thấy ngày hôm nay tại vì giá đi xuống một phần dẫn đến nhiều lệnh bị thanh lý là một phần khác nữa và đương nhiên hôm nay đó là một ngày mà những cái người mà không thích crypto sẽ rất là lớn tiếng các bạn thấy được là một trong những người đó đương nhiên là Peter Schiff rồi các bạn có thể nhìn bên dưới này đó, đây là cái twitter của peter Ship và thì có thể chia sẻ với các bạn là peter shib chỉ có người quan tâm khi mà peter Ship nói về bitcoin và crypto mà thôi khi mà peter Ship nói về vàng thì hầu như là cái số lượng người like hay là retweet hay là comment đó cực kỳ thấp luôn cái sự tương tác khi mà nói về crypto rất là cao mặc dù peter Ship là một người mà các bạn biết là có những công ty đạo vàng là một người mà bán quỹ đầu tư vàng đương nhiên rất là ghét bitcoin tại vì ông ta nói vì bitcoin cho nên vàng mới không có tăng được À, nhưng mà Peter các bạn thấy được là trong ngày hôm nay đã thực cực kỳ bận rộn Chỉ trích thị trường crypto, chỉ trích thị trường chứng khoán Và đương nhiên cái mà ông ta bán là vàng chúng ta nói vàng mới là sự lựa chọn, vàng mới là tương lai Các bạn được đây là điều mà Peter đã nói trong dòng Hầu như là 15 năm qua rồi Các bạn cũng đã thấy giá vàng 15 năm qua như thế nào à, Và BTC người mà cứ nói là chúng ta sẽ có Cung à, quản tài chính, sẽ có cung quản tài chính à, Bitcoin sẽ đi xuống nữa Và đi xuống nữa, và đi xuống nữa Từ khi Bitcoin chỉ có 10 đô la tới bây giờ BTC vừa nói là Bitcoin sẽ đi xuống nữa Và đương nhiên những lúc Bitcoin tăng trưởng mạnh Thì BTC hầu như là im lặng, không nói gì hết à, Nhưng mà mỗi lần mà Bitcoin đi xuống một chút đó, Thì các bạn thấy là sẽ có nhiều người Không thể thị trường này ra để mà chỉ trích Giống như là Thuận và các bạn đã từng trải qua rồi Khi mà giá Bitcoin 1.000 đô lên tới 20.000 đô đó thì không ai nói gì từ 20.000 đô mà rớt xuống còn 15.000, 10.000 thì lại có nhiều người nói là thấy chưa đã nói đúng rồi Bitcoin không có giá trị trong khi cái mức giá thấp nhất của năm 2018 nó bùa đồng crypto là 3.000 thường nhớ là khoảng 3.800 đô vẫn cao hơn cái mức đỉnh của năm 2013-14 đó thời điểm đó là gấp 3 lần nhưng mà các bạn thấy được là nhiều người vẫn kêu gọi là giá sẽ đi xuống thêm thời điểm đó rồi sau đó giá từ 3.000 lên tới là thời điểm là 63 ngàn Rồi cũng ít ai nói gì Sau đó là từ 63 ngàn Rơi xuống còn 29 ngàn Thì những người mà không thích lại nói là Thấy chưa đã nói rồi bị coi không có giá trị Trong khi mà các bạn cứ thấy được là Theo thời gian thì giá BTC đó mỗi lần Mỗi lần lại tăng lên và tăng lên và tăng lên Nhưng mà những lần mà giá tăng thì họ lại im lặng Nhưng lần mà giá xuống đó giống như bây giờ Thì Peter lại rất là ồn ào Giờ này năm ngoái đó Peter cũng rất là ồn ào Các bạn có thể lên Twitter để mà À, xem lại lúc mà giá từ 63 còn 29 thì Peter nói là chuẩn bị đi giá là 20 ngàn, 10 ngàn, trở về 1 ngàn mà cũng không ai mua. Sau đó như thế nào? Rồi bây giờ các bạn thấy là Peter cũng làm điều tương tự. Nhưng mà giá bây giờ là 36 ngàn so với giờ năm ngoái là 29 ngàn cũng đã cao hơn rồi. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ. Cũng như là các bạn thấy những lúc mà giá lên thì Peter lại nói là lúc mà giá Bitcoin 50 ngàn thì Peter nói là giá thì đương nhiên có thể tăng nữa cũng có thể là lên tới 100 ngàn à, nhưng mà lúc đó thì Peter nói như vậy nhưng mà ngược lại đó khi mà giá xuống giống như là 3.800 đô đó đây là thời điểm là hồi tháng tôi nhớ là tháng 11 của năm 2018 đó thì Peter nói là 3.800 các bạn đừng có lầm nghĩ là đây là cái giá thấp giá BDC sẽ rớt thêm 80% từ mức đó cuối cùng như thế nào thật ra đó như thường đã chia sẻ trên những mạng xã hội là hôm nay sẽ có nhiều bear xuất hiện và nói với bạn là họ đã đúng bear đó đã có từ lúc BDC một đô la cho tới, tới bây giờ nhưng chỉ những lúc như thế này là họ mới xuất hiện hãy nhớ đồng hồ chết cũng chỉ đúng giờ hai lần mỗi ngày có nghĩa là các bạn có một cái đồng hồ kim à, mà chết ở cái mức là một giờ đi thì mỗi ngày các bạn có một giờ sáng và một giờ đêm thì tự nhiên cho dù đồng hồ chết cũng nói đúng hai lần một ngày à, cho nên cũng không có nói lên được gì Điều quan trọng là các bạn có lòng tin hay không Các bạn nhìn vào dài hạn zoom ra thì các bạn thấy được sự thật như thế nào Và thường chia sẻ thêm với các bạn về cái quan điểm này Và chúng ta cũng nhờ có bear Chứ nếu như ai combo hết thì ai cũng tin tưởng Thì chúng ta đâu có khả năng để mà mua cái giá tốt đâu Bây giờ đó nhờ như vậy chúng ta mới có những cái thời điểm để mà mua được những cái giá tốt Các bạn hãy nhớ đó là thị trường bô đó là các bạn kiếm được tiền Thị trường bear có thể làm giàu được khác nhau rất là lớn và những bài nào mà theo dõi kênh này Bao nhiêu năm qua cũng đã biết là cái số tiền Hùng kiếm được đó là nhờ bear market năm 2018 Nhờ cái bear market đó, nhờ cái mùa đông crypto 2 năm đó đó mà thường đã có thời gian tích lũy 2 năm dài đăng đẳng lúc đó đó là giá của BTC xuống chỉ còn có 3 ngàn mấy đô la Chúng ta được là Ethereum xuống còn có 80 đô Cardano nhiều khi chỉ có 4-5 cent mà thôi BNB lúc đó chỉ có 8 đô la, 9 đô la mà thôi trong vòng 2 năm đó đó thượng hầu như là tiết kiệm tuyệt đối luôn để có thể thu mua càng nhiều càng tốt thôi đã chia sẻ với các bạn rồi và từ đó mới có ngày hôm nay đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và đương nhiên những lúc mà giá đi xuống đó thì các bạn có thể là nhận được rất là nhiều những cái tiêu cực ở khắp nơi người ta thua tiền thì bất cứ nơi nào còn giống như là có thể họ đi theo một ai đó rồi họ nghe lời ai mua đồng này đồng kia rồi sau đó khi mà giá rớt đó, thì những người đó sẽ có thể im lặng không có cập nhật nữa hay là không có ra video nữa điều này cũng là điều thường đã từng chứng kiến nhiều lần rồi thì những lúc đó đó những ai mà còn kiên trì cung cấp thông tin chia sẻ đó như là channel này thì đương nhiên sẽ kéo đến nhiều những cái sự tiêu cực tại vì người ta mất tiền mà thì cũng đơn giản thôi mặc dù là không liên quan gì đến mình nhưng mà đó là cũng một điều mà mình thường hiểu mà thôi nhưng mà đó cũng là một dấu hiệu nếu như mà có quá nhiều comment tiêu cực đó đó cũng là dấu hiệu là chúng ta sắp sửa thấy cái uptrend sắp sửa thấy cái sự tăng trưởng tại vì thời điểm đen tối nhất trong đêm là trước bình minh và có thấy nhiều bạn nói là tại sao thuần lúc nào đó cũng ung dung cũng có cái à, sự bullish trong khi mà thị trường thật sự là không có tốt các bạn nhìn vào nhiều thông tin này thông tin kia phân tích kỹ thuật vân vân thì thường chia sẻ với các bạn nếu như mà các bạn theo dõi kênh này đó ít nhất là 3 4 năm thì chúng ta đã từng trải qua rất là nhiều những đợt lên xuống rồi. Các bạn thấy được là bắt đầu từ năm 2017 đó cùng nhau đi từ mức là 2 3000 đô BTC lên tới cái thời điểm cao lúc đó, đó là cuối năm 2017 là gần như 20.000 đô. Từ thời điểm đó đó mà trong vòng chỉ có 2 tháng thôi. À, nhiều như bạn thường là năm 2017 có phải xuống từ 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 hay không thì không phải đâu các bạn. Xuống rất là lẹ trong vòng 2 tháng thôi mà các bạn thấy được là giá BTC trong vòng 4 tháng qua thì hầu như đi hàng ngang mà năm 2018 đó đầu năm trong vòng 2 tháng thôi đã đi từ mức là 20.000 xuống chỉ còn có 10 uh, dưới 10.000 luôn. Các bạn thấy được là ngày 6 tháng 2 chỉ có 7.600 đô mà thôi. Nhưng mà đó, đó là lúc mà nhiều người lo sợ nhưng mà có sự lo sợ đó đó không phải là dẫn đến nhiều người rời khỏi thị trường đâu. Sau đó thì giá BTC đi hàng ngang từ tháng 2 mãi cho đến À, là tháng 11 của năm 2018 đó mà đi hàng ngang từ 6 tới 7 ngàn liên tục trong thời gian là 8 tháng đó làm cho nhiều người rất là nản lúc mà thị trường đi ngang đó không có động tĩnh là lúc mà nhiều người nản nhất nhưng mà đột ngột sau đó lại có thêm một đợt đi xuống 50% nữa từ 6 ngàn xuống còn 3 ngàn và đó là cái sự chán nản cuối cùng sau đó đó thì ngay cả những người mà bolus cũng chuyển thành bearish thời điểm đó À, và sau đó thì đó là lúc mà giá có sự tăng trưởng ngược trở lại nhưng mà tăng trưởng tới năm 2019 ấy, thì từ thời điểm đó các bạn thì được là lại có một cái sự đi xuống chỉ còn có 5.800 đô hồi tháng 3 của năm 2020 mà thôi sau đó như thế nào sau đó các bạn thì chúng ta cũng đã biết rồi giá đi lên tới 63.000 à, thời điểm tháng 4 của năm ngoái rồi xuống còn 29.000 thời điểm là tháng 7 của năm ngoái rồi lại lên tới đỉnh mới là 69.000 rồi lại đi xuống tới mức hiện tại cho nên thường uh, giống như là một ông già vậy cả trong thị trường này đã bao nhiêu năm qua thì đã chứng kiến rất là nhiều đợt lên xuống mạnh rồi cho nên những gì mà các bạn chứng kiến bây giờ đó có thể là các bạn mới vào các bạn thấy có sự uh, lo lắng hay là các bạn uh, mua quá lố hay là các bạn sử dụng margin hay là các bạn mượn tiền những điều đó đó đều làm cho các bạn rất là khó tập trung các bạn sẽ bị phân tâm mỗi lần mà giá cả lên xuống điều mà thường cứ chỉ thi sẻ với các bạn đó là lúc nào cũng vậy giá đó có lên có xuống điều quan trọng là năm này qua năm nọ như thế nào các bạn thấy được là chúng ta đừng quan tâm nhiều đến cái đỉnh thôi đã chia sẻ rồi thật ra những cái đỉnh này chúng mình nhìn cho vui mà thôi nhưng mà điều quan trọng đó là cái đáy của mỗi lần các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào trước đây khi mà lên đỉnh một ngàn mấy đó hồi năm 2013 sau đó cái mức thấp nhất là bao nhiêu mức thấp nhất là khoảng 500 600 đô sau đó đó lên tới cái mức cao ở năm 2007 rồi lại đi xuống rất là mạnh nhưng mà cái đáy là bao nhiêu là khoảng chừng ba ngàn mấy bốn ngàn đô sau đó nữa là như thế nào? Mỗi một chu kỳ như vậy chúng ta muốn thấy được là cái giá thấp nó cứ nâng lên, nâng lên theo thời gian. Đó là dấu hiệu tăng trưởng của một thị trường dài hạn. Điều đó mới là quan trọng chứ còn cái đỉnh không quan trọng đâu các bạn. Và lúc mà chúng ta đang ở trong bất cứ một cái thời kỳ nào đó nhìn lại các bạn thấy được là năm 2007 đó các bạn nhìn thấy ông oh, cũng đâu đến nỗi nào đâu. Nhưng mà khi các bạn zoom vào đó các bạn mới thực sự thấy được là nó kinh khủng cỡ nào. Khi các bạn đang trải qua bây giờ cũng vậy các bạn sẽ cảm thấy được là nó kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà các bạn có thấy trên màn hình đó cái phần này hay không? Đây là năm 2013, cái đỉnh thời điểm đó. Và khi các bạn zoom vào đó, các bạn mới thấy được là lúc đó người ta cũng lo sợ như thế nào. Các bạn zoom vào các bạn mới thấy được là wow, lúc đó đó thì giá của BTC lên từ khoảng chừng 100 đô lên tới là 1.100 đô. 1.151 rồi lại rớt xuống các bạn thì được là rớt xuống chỉ còn có 200 đô mà thôi thời điểm đó khiến cho biết bao nhiêu người lo sợ và tuyên bố thị trường này đã, đã, chết rồi sau đó ra sao khi mà zoom ra đó thật ra mà nói bây giờ các bạn không thấy cái đợt lên xuống đó luôn năm 2007 cũng vậy tôi để chia sẻ với các bạn là sau này ra nhìn lại thì mùa đông crypto năm 2019 đó, thì các bạn sẽ thấy là cũng không có đáng lo ngại bây giờ các bạn thấy được nhìn lại thì cũng không đáng lo ngại nhưng mà đang trải qua thì sẽ như vậy đó là tâm lý mà thôi cho nên á, mỗi người có mỗi cách đầu tư thường cũng không thể nào khuyên các bạn đầu tư như thế nào các bạn thích trade thì cũng được các bạn thích on uh, all in cũng được đó là quyền của mỗi người thuận thì chỉ thích đầu tư dài hạn tại vì có rất nhiều bạn hỏi thuận là chúng ta làm sao để thành công trong thị trường đầu tư thật ra mà nói đó là các bạn phải cần có một cái góc cạnh nổi bật trong thị trường này để mà thành công nhưng mà nhiều bạn sẽ nói là như vậy thì khó quá tại vì mình không có giỏi về phân tích kỹ thuật mình không có giỏi về phân tích căn bản mình cũng không có giỏi tiếng anh mình cũng không có giỏi về kinh tế vĩ mô mình cũng lười đọc báo mình này mình kia cho nên làm sao mình có thể có cơ hội kiếm được lợi nhuận trong thị trường thì thật ra đó cái mà các bạn thường hay bỏ qua đó chính là thời gian nếu các bạn là một người mà có cái khoảng thời gian ít nhất là 10 năm còn lại trên đời của mình đó, thì đó là một cái yếu tố rất là quan trọng, thời gian là cái yếu tố cạnh tranh quan trọng nhất và các bạn thấy được là các bạn nhìn vào Bitcoin đi, nhìn vào những cái thị trường như là chứng khoán đó, đương nhiên thường chỉ có thể nói tới Bitcoin hay Ethereum thôi rất nhiều những cái altcoin sau khi xuống mạnh thì không có trở lại nữa cho nên thường chú tâm thường là những đồng lớn như là Bitcoin và Ethereum là chính nhưng mà các bạn đã thấy rồi, thời gian rất là quan trọng thời gian trong thị trường quan trọng hơn là các bạn chọn thời điểm nào ra vào thị trường và trung bình giá đầu tư dài hạn vẫn là tiêu chỉ hàng đầu của Thuận và xưa nay tới giờ trên channel này cũng là như vậy và các bạn theo dõi Thuận Capital bao nhiêu năm qua thì cũng đã thấy cái sự tiến triển như thế nào rồi và một điều khác nữa đó tôi biết thường nói ra thì có thể làm nhiều bạn khó chịu nhưng mà một trong những yếu tố dẫn đến là Thuận có thể tập trung đầu tư có hiệu quả đó là không có bạn bè các bạn càng không có bạn bè hay là càng có bạn bè càng tốt, tại vì các bạn có thể tập trung hơn. Thêm một người bạn là thêm một ý kiến. Đó là cái suy nghĩ cá nhân cân Thuận mà thôi. Và thêm một người bạn là thêm một cái phân tâm. Các bạn sẽ đi nhậu, sẽ đi chơi. Các bạn sẽ không có thời gian để làm này làm kia theo cái sự tiến triển mà các bạn muốn. Đó là cái suy nghĩ của cá nhân Thuận Không muốn chia sẻ mà thôi. Tại vì nhiều bạn thường hay hỏi Thuận. Một điều nữa đó là các bạn đã thấy thật ra đó, cái sự lên xuống bây giờ. Như bạn mới thì cảm thấy được là làm cho các bạn đứng tìm nhưng mà nhìn trong lịch sử của BTC đó những cái đường màu đỏ này là cái drawdown có nghĩa là cái phần trăm đi xuống trước khi đi lên trở lại thì các bạn thấy được là càng ngày đó thì cái đường màu đỏ này nó càng thấp hơn có nghĩa là cái sự dao động giá của BTC thật sự bây giờ nó không có kinh khủng như là cái dịch bệnh xảy ra đâu lúc đó các bạn thấy được là trong thời gian chỉ có là vài ngày thôi giá từ thường nhớ là 10.000 đô xuống chỉ còn có 4.000 đô mà thôi chỉ trong vòng vài ngày thôi các bạn À, đó là năm 2020 à, nói tới đó thì như mình thường chia sẻ giống như thằng ông muốn giống như là một già cứ nói như là thời điểm trước đây hay là nhớ hồi xưa nhưng mà thật ra chỉ mới có hai năm mà thôi các bạn năm 2019 cũng như vậy năm 2019 đó, cái sự đi xuống cũng rất là mạnh luôn mà các bạn thấy được trong vòng có 3 năm thôi và bây giờ đó dao động các bạn có thể đang trải qua cho nên các bạn cảm thấy là rất là kinh khủng nhưng mà nó không có kinh khủng như là những đợt trước đây đâu. Càng ngày Bitcoin thực sự cái sự dao động nó lại càng ít hơn và đây cũng là một dấu hiệu là chúng ta có thể là có nhiều người có lòng tin vững chắc hơn. Có thể là những người trên phố wall họ lo sợ họ bán, có thể là những người đầu tư ngắn hạn họ lo sợ họ bán, nhưng mà chúng ta càng ngày càng có nhiều người có lòng tin vững chắc lâu dài hơn. Như là thuận và nhiều bạn thì vẫn cứ mua và cứ mua và cứ mua. Đó là điều mình thuận muốn chia sẻ với các bạn ở đây và thật ra những gì mà thuận làm thường thường hay chia sẻ với các bạn từ những lúc như là trước đây đó nhiều khi những lúc mà tình hình tốt các bạn hỏi thuận là tại sao mà uh, thuận cứ mua bitcoin bitcoin tại vì sao tại vì khi mà tình hình không tốt đó các bạn cần phải có bitcoin và đương nhiên lúc mà thị trường tốt đó thì nhiều bạn hỏi thuận là tại sao mà thuận lưu trữ nhiều những cái đồng ổn định gì các bạn có thể dùng một số tiền đó để mà thu mua thêm crypto để mà tăng thêm lợi nhuận hay là dùng số tiền đó để mà dùng uh, yield farming hay là cái gì đó thật ra khi mà các bạn gặp những tình hình bây giờ các bạn mới thấy được cái tầm quan trọng của các bạn cần phải có một số stablecoin chuẩn bị sẵn sàng và quan trọng là trung bình giá dài hạn và đảm bảo nguồn thu nhập để các bạn có thể tiếp tục trung bình giá và gần đây đó thật ra cũng đã mấy tháng rồi thường đã chia sẻ các bạn là thường gần đây trong vòng ít nhất là hầu như là hai tháng qua đó thường trung bình giá là hàng ngày luôn chứ không phải là hàng tuần nữa bây giờ cũng như vậy hôm nay cũng như vậy và các bạn hãy lạc quan lên đi, thị trường lên đó thì các bạn kiếm được tiền, thị trường xuống đó thì các bạn kiếm được niềm. Thường như mà nào mà theo dõi những mạng xã hội của Thuận Capital thì các bạn thấy được là những lúc thị trường không được ổn đó thì ít ra các bạn cũng có thể kiếm được một cái gì đó nó an tâm hơn hay là nó nhẹ nhàng hơn khi mà theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội. Như là hôm nay Thường đăng đó cho những bạn nào mà mới vào thị trường này đó nếu như bạn lỡ panic sell đó thì bạn có thể nói là mình đang đa dạng hóa ngân sách tái cân bằng trên mục đầu tư. Thu lợi nhuận thành mạnh, bán đi thêm mua lại rẻ hơn, lỗ để khai thuế, thất thu. Tuy nhiên cái phần cuối này chỉ dành cho những bài nào mà sống ở Hoa Kỳ mà thôi. Và Thuận cũng đã chia sẻ với các bạn một cái uh, bài đăng là Hôm nay thị trường tặng bạn cơ hội cuối cùng để được mua BTC trên 36.000. Tuy nhiên là Thuận chỉ muốn nói dạy với các bạn mà thôi. Để xem coi các bạn có đọc cái comment của thần kỹ hay là không. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một số những cái tài liệu khác đi thì ngày hôm nay đây chúng ta cũng có thêm thông tin đến từ Twitter thì cái uh, vụ chuyện dài nhiều tập của Twitter đó chúng ta được hôm nay có thêm thông tin đó chính là sau khi thành công thu mua lại đó thì Elon Musk sẽ trở thành CEO tạm thời của công ty Twitter Điều này thì cũng không nhiều là quá đặc biệt đương nhiên rồi nhưng mà điều đặc biệt hơn đó là các bạn thấy được là cái thống kê đã có cái số lượng tiền mà dùng để mà thu mua Twitter đó là ngoại trừ Elon Musk ra đương nhiên đứng sau lưng còn có rất là nhiều những người ủng hộ về mặt tài chính để Elon Musk có thể là có cái số lượng tiền cần thiết để mà thu mua Twitter nhưng mà điều mà quan trọng ở đây đó thì các bạn thấy được là chúng ta có những nhân vật rất là đặc biệt chúng ta có nhân vật mà cung cấp cái số lượng tiền nhiều nhất đó là Larry Ellison các bạn được Larry Ellison đã cung cấp số tiền nhiều nhất 1 tỷ đô la thì Larry Ellison trước đây là CEO của công ty Oracle và là một người mà là fan của Elon Musk thì Larry Ellison đã cung cấp tới 1 tỷ đô la Kế đó nữa các bạn thấy được là công ty gì? Công ty mà cung cấp một số tiền rất lớn là công ty Binance. Binance cũng đứng sau lưng và cung cấp là 500 triệu cho Elon Musk để mà thu mua công ty Twitter. Các bạn thấy được Binance thực sự mà nói là một trong những công ty bây giờ cũng có rất nhiều tiền trong tay. Và thêm vào đó các bạn cũng có thấy một số những công ty như là Sequoia Capital, những công ty mà thường đầu tư vào trong thị trường crypto này và Fidelity cũng có mặt cung cấp tổng cộng là 316 triệu cho thấy được là đứng sau lưng Elon Musk thực sự cũng có rất là nhiều những công ty lớn ủng hộ crypto, ủng hộ cái việc Elon Musk thu mua và không phải ủng hộ bằng miệng mà là ủng hộ bằng tiền Nhưng mà cái điều thường không biết đây là, là sau khi thu mua thành công những công ty này sẽ nắm được bao nhiêu cổ phần của Twitter đương nhiên sẽ trở thành một tư nhân lúc đó rồi nhưng mà sẽ dẫn vào cổ đông thời điểm đó Ngoài chỉ đưa ra chúng ta cũng có một số những thông tin tốt như là Terra tiếp tục thu mua thêm 1,5 tỷ đô la Bitcoin và thông tin này đó là các bạn thấy được là Luna Foundation Guard đó. Tiếp tục thu mua Bitcoin để mà dùng cái số lượng Bitcoin này hỗ trợ giá của đồng ổn định, theo USD. Và hôm nay đó họ thông báo trên CBC là đã mua thêm 37.863 BTC, có nghĩa là khoảng chừng 1,5 tỷ đô la. Thì nhiều người cho là hôm nay đó có thể rớt còn mạnh hơn nữa nếu như mà không có Terra thu mua hỗ trợ. Nhưng mà thật Terra vẫn đang thu mua hiện tại. Thêm vào đó nữa đó là rất là thú vị, đồng Tron, Justin Sun cũng đã thông báo đó muốn làm một điều tương tự đối với lại mạng lưới của Tron và sẽ có một cái đồng ổn định gọi là USDD và cũng tương tự Justin Sun nói là hệ thống Tron cũng sẽ mua khoảng chừng là 10 tỷ đô la Bitcoin và một số những đồng khác trên thị trường để mà giữ giá cho đồng USDD là đồng ổn định phi tập trung và điều thú vị hơn nữa đó là các bạn thấy là gần đây Jason Sun đã trở lại và thuyết rất nhiều về Tron Trong khi các bạn đã nhớ là Jason Sun năm ngoái nói là đã giải nghệ rồi Không có còn là người đứng đầu của dự án Tron nữa mà sẽ đi làm Thôi nhớ là một trong những người ngoại giao trên quốc gia nào đó trong phi thường của mình rồi Nhưng mà bây giờ hình như là Jason Sun đã trở lại với Tron rồi và ở thời điểm bây giờ đó các bạn thấy cái số lượng phần trăm mình đang có lời đó một lần nữa đã ở thấp thấp hơn cả cái tay bài ngày chỉ có 58% mà thôi. Ở cái mức này đó là ngang hàng các bạn đã thấy được là ngang hàng với lời tháng 4 của năm 2020. Lúc đó giá cả đó chỉ có khoảng chừng 6.000 đô mà thôi có nghĩa là cái số lượng người bây giờ đang có lời rất là thấp luôn, thấp ngang hàng với lại tháng 4 của năm 2020 lúc mà dịch bệnh xảy ra, lúc mà giá chỉ có 6.500 có thể được là thị trường này đó đang trải qua một cái đợt thanh lọc những người yếu tay bỏ đi, những người Diamond Hand tiếp tục ở lại và đương nhiên một điều khác nữa đó thông tin cái số lượng Bitcoin trên sàn đó vẫn tiếp tục ngày càng mất đi và ngày càng mất đi những thông tin này đó khi mà thị trường lên thì có nhiều bạn quan hô nhưng mà khi thị trường xuống đó thì nhiều bạn nói là đây là thông tin giả không đúng sự thật dễ bị làm giả thật ra dữ liệu thì vẫn mãi là dữ liệu thôi các bạn cái sự thay đổi đó chính là cái tâm lý các bạn và chúng ta có thể thấy được là thêm vào đó đó là Cardano thì chuẩn bị có một cái ha phố cập nhật là và siêu thì đây là cái ha phố cập nhật mà chủ yếu là để cải tiến cái hợp đồng tương lai cho mạng lưới của Cardano để có thể là linh hoạt hơn và cái cập um, nhật này đó theo dự đoán là khoảng chừng tháng 6 sẽ có và gần đây đó thì Cardano các bạn thấy được là chúng ta cũng có cái khối lượng giao dịch cũng đang tăng cao trên mạng lưới Cardano vẫn là một trong những dự án mà thường theo dõi và vẫn tiếp tục lưu trữ đồng ADA và chúng ta cũng có thông tin liên quan tới Bitcoin ETF cũng lạc quan đối với Thuận Đó chính là các bạn đã nhớ đó là chúng ta bây giờ ở Hoa Kỳ có rất là nhiều những cái Bitcoin Futures ETF Nghĩa là một cái quỹ đầu tư ETF thông qua hợp đồng tương lai của sàn CME Chứ không phải là Spot ETF, nghĩa là có Bitcoin thật sự Gần đây đã có một công ty à, công ty này là công ty Techrium thì công ty này đã cũng đã thành công để mà chuyển đổi cái cách đăng ký ở Hoa Kỳ đây thì có hai cái luật lớn đó chính là luật chứng khoán năm 1940 đó chính là hầu như tất cả những quỹ đầu tư future ETF bây giờ là trong luật năm 1940 nhưng mà để có được một cái spot ETF đó, thì phải đăng ký dưới, dưới luật là 1933 thì tháng vừa rồi thường nhớ là đã có một cái quỹ đầu tư là Techrium thì đã chuyển qua từ luật 1940 thành luật 1933 lúc đó là ai cũng nói là có thể đây là dấu hiệu là SEC đó cũng đã sẵn sàng có sự chấp nhận để mà những cái quỹ này đổi thành spot ETF hôm nay đó SEC lại cho thêm một cái quỹ chuyển đổi từ năm 1940 thành năm 1933 nữa đây đương nhiên là một cái dấu hiệu tốt đối với nhiều người nhưng mà thường thì không có còn quan tâm nhiều tới ETF nữa cho đến khi chúng ta có những cái thông tin tốt hơn thì mới chia sẻ với các bạn nhưng mà đây cũng là một cái bước tiến coi như là cũng đi về cái xu hướng chúng ta muốn. Và đương nhiên cũng có một số những cái thông tin không được tốt như là các bạn thấy được là ba cái quỹ đầu tư crypto ETF ở Úc đó hầu như là không có nghe thông tin nữa. Các bạn đã nhớ là tôi nhiều rồi đó thì ai cũng đang chờ đợi là Úc sẽ có ba cái quỹ đầu tư crypto ETF, hai quỹ là cho Bitcoin, một quỹ là cho Ethereum. À, nhưng mà sau đó thì có một cái sự trì hoãn và bây giờ đó thì cái sự trì hoãn đó cách đây hai ngày thì nó là vẫn tiếp tục trì hoãn không biết là họ đang chờ cái gì nhưng mà về việc là pháp lý thì không phải ngay cả bộ chứng khoán à, của úc cũng nói là lý do tại sao mà trì hoãn là không liên quan tới bộ chứng khoán chỉ là những cái công ty này đã không có sự chuẩn bị tốt họ cần phải có một công ty để tạo lập thị trường nhưng mà không biết tới bây giờ họ đã xong cái phần đó hay chưa nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa có ba cái quỹ etf đó đây là cập nhật mình muốn chia sẻ với các bạn. Một số bạn có hỏi thuận về cái Bitcoin bond volcano, nghĩa là chứng khoán núi lửa Bitcoin của El Salvador đó, thì nghe nói là đã thất bại. thì Thực tế thông tin thường nhận được là không phải như vậy. Thực tế thông tin thường nhận được đó là bị trì hoãn. Và đăng lý đôi tháng vừa rồi đã có, nhưng mà vì lý do được chia sẻ bởi Tổng thống New York Berkeley là liên quan đến là tình hình thị trường bây giờ liên quan đến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nên có thể không phải là lúc tốt để mà bán trái phiếu cho nên mới trì hoãn. Trì hoãn tới khi nào thì lại không có nói ở thời điểm hiện bây giờ nhưng mà chưa có ra mắt làm sao gọi là thất bại được vẫn sẽ được ra mắt chỉ không biết là bao giờ mà thôi nhưng mà nhiều người cũng có câu hỏi đó là bây giờ giá BDC đã tốt hơn có nghĩa là đã giảm xuống so với là cái mức giá mà cách đây một tháng rồi bây giờ đó không có tung ra cái trái phiếu nuôi lô bitcoin này ở el salvador đó thì đợi tới khi nào tại vì bây giờ tung ra thì mới hấp dẫn tại vì mọi người có thể mua được ở cái mức giá bây giờ BDC có 36 ngàn mà thôi nếu như mà một năm sau, hai năm sau BDC lên mức giá cao hơn sẽ rất là hấp dẫn đây là điều mà thường chia sẻ với các bạn cho tới bây giờ đó thì vẫn không có nghe thông tin gì mới hơn mặc dù là bây giờ chỉ tiếp tục trì hoãn mà thôi chứ còn nói thất bại thường cảm thấy là không đúng tại vì chưa có ra mắt thì làm sao thất bại được khi nào mà họ ra mắt mà không ai mua thì mới gọi là thất bại và cũng có một thông tin phết đó chính là không ai khác hơn là một trong những nghị sĩ chúng ta rất là yêu thích là nghị sĩ Elizabeth Warren cùng với một nghị sĩ khác nữa đó chính là nghị sĩ Tina Smith của Minnesota thì hai nghị sĩ này đó đã gửi một lá thư đến cho công ty Fidelity Tại vì sao? Tại vì Fidelity đó gần đây là công ty đầu tư lớn ở Hoa Kỳ về lương hưu đó nói là họ sẽ cung cấp cho những người mà đầu tư quỹ 401k có thể tiếp cận được với Bitcoin thì bây giờ đó Elizabeth Warren đã kêu gọi là CEO của công ty này đến quốc hội để mà trả lời một số câu hỏi tại vì sao lại cho phép người dân đầu tư vào Bitcoin trong quỹ về hưu, à, tại vì đó họ nói là cái nguy hiểm là liên quan tới lừa đảo bị mất và bị hack, à, cũng như là họ nói là Fidelity đã, đã từ rất lâu, từ năm 2017 đó, thì đã bắt đầu là đầu tư đào Bitcoin, đào Ethereum, đầu tư vào công ty Coinbase, thì bây giờ lại tung ra cái sản phẩm đầu tư Bitcoin thì đó là một cái xung đột lợi ích tại vì Federer đã từ lâu lưu trữ Bitcoin Ethereum rồi và thêm vào đó nữa đó thì Elizabeth Warren nói là thị trường crypto như là một cái thị trường cờ bạc gì đó cho nên không phù hợp với lại đầu tư về hưu thôi thì không nghĩ như vậy có thể là Elizabeth Warren ngủ ban ngày hay sao đó chứ còn các bạn có thấy được là Elizabeth Warren có nhìn vào chứng khoán hay không các bạn thấy được chứng khoán eBay một ngày thôi đã xuống 11% các bạn thấy được là chứng khoán SC một ngày thôi đã xuống 18% chúng ta thấy là Wayfair một ngày thôi đã xuống là 25% và cái đó nói là một ngày thôi chứ còn chúng ta nói là một năm qua đó thì các bạn có thể dễ dàng thấy được là những công ty như thường chia sẻ với các bạn đó những công ty chứng khoán như là Netflix xuống 61%, Peloton xuống 80%, Zoom xuống 65% tất cả những công ty này là những công ty lớn trên chứng khoán mà đi xuống cái kiểu này trong khi mà crypto còn không xuống cái mức như là Peloton nữa BTC đâu có xuống 80% trên một năm đâu Một năm qua các bạn được giá BTC đã so sánh như một năm vừa qua Thì vẫn là một cái mức tôi cảm thấy là ngang hàng mà thôi Chứ đâu có xuống 60-70%-80% như những cổ phiếu này đâu Cho đến khi nào mà Elizabeth Warren đã cấm không cho phép đầu tư vào những cổ phiếu này nữa Thì hả nói tới Bitcoin Chứ bây giờ còn quá sớm Tôi thì nghĩ là họ nên quan tâm đến thị trường chứng khoán công nghệ của Hoa Kỳ Hơn là quan tâm đến Bitcoin là tốt hơn đối với thuận là không có gì an toàn hơn là đầu tư vào Bitcoin trong quỹ đầu tư về Hu k tại vì đây là một quỹ đầu tư dài hạn và có cái chiến lược trung bình giá đã có sẵn rồi không có gì tốt hơn và không có gì an toàn hơn đó là suy nghĩ của thuận và đây tất cả những thông tin mà thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay ngày mai đó là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ là thứ bảy tại Việt Nam thì ngày mai sẽ không có video thường bận một số công việc thuận sẽ hẹn các bạn trong cái video kế tiếp và một lần nữa tôi muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Nhưng mà nào mà con thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia thông mô liên của thùng Capital. Giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên. FTX các bạn có thể giảm được tới 10% các phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn NEPX, sàn SNEX và như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase cũng như những bạn nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi để gọi crypto lấy lãi và đương nhiên crypto khoan ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thực hành nói đến. Và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.